Chào mừng anh chị em và các bạn đã đến với channel của Nguyễn Kiên Music. Hôm nay thì một cái ngày cũng là đầu tuần thứ ba, nhưng mà với em là đầu tuần tại vì hôm qua em không có thời gian. Và thời điểm cuối năm này chúng ta gom góp một tí tiền để chúng ta đầu tư cho mình một cái giấc mơ là đam mê âm nhạc. Thì Kiên sẽ mang đến cho mọi người một cái lựa chọn, hai cái lựa chọn hoặc ba cái lựa chọn nó phù hợp nhất trong thời buổi khó khăn. Ở đây em đã làm sẵn cái con 670 nên làm sẵn sample cho mọi người, chỉ cần lấy về là rất. Thì với cái dòng này thì anh chị em và các bạn đã biết rồi nên là em sẽ không cần phải nói nhiều. Nhưng mà ở ngoài sáng á, em sẽ lấy cho mọi người thấy cái ánh sáng thực tế của nó và cái tình trạng của cái đàn như thế này. Đấy. Ok ha. Đây là ngoài đường mà âm thanh nó như vậy ha mọi người ha. Đấy. Thiết kế của nó rất là thanh mảnh, gọn nhẹ. Với cái này chỉ có 9 triệu thôi nha mọi người. Hạ giá 9 triệu nha. 9 triệu lấy một cái đàn để về chơi show hoặc là giải trí. Đây. Đấy. Anh chị nào mới vào kênh YouTube lần đầu tiên của em thì nhớ là nhấn subscribe để đăng ký và lần sau để theo dõi ha. Đấy, lâu lắm rồi mới ra được ngoài này tại vì là bên kia mấy bạn kia làm nhà mấy tháng trời em không có like được, không có làm ăn được ở ngoài tại vì nó rất là bụi. Còn ông nào muốn mua nhà làm hàng xóm thì ở luôn có hơn 2 tỷ đó, họ bán đó, có tiền mua thì là hàng xóm với mình. mình không có tò hỏi gì hết, mọi người tự làm việc với họ nhé. Đây là BK5 này rất ok nha, chỉ 6 triệu rưỡi thôi nha. Có một cái BK5 để đi làm show, màn hình chỉ có lẹm một tí lên này thôi, còn nữa là ok hết mà. Mọi người xem rõ này. Đó. Đấy ha. Cái BK5 này thì nó đi show rất là cơ động và rất là gọn nhẹ cho mọi người. Trong quá trình chúng ta di chuyển cũng như là chúng ta kẹp thêm một con XP10 hoặc là XPS30 hoặc là Juno hoặc con RD. Thì tất cả nếu mà mọi người chơi mà bên nhạc thì thực ra mình nói thực ra luôn á, bỏ thêm 3 triệu nữa mà mua con BK9 cũng được. Nhưng mà thời điểm này á thì mình có cảm giác như là BK9 nó cũ rồi á mọi người. Nó cũ quá rồi nên là mình cũng không có nhập được nhiều. Nhiều em gọi á để kiếm. Thế bây giờ mình test luôn á. Nhưng mà mình không có, mình chỉ có BK5 thôi. Thì gọi BK9 mình sẽ like đưa lên cho mọi người xem ạ. Đây là không gian ở ngoài trời mà nó to như vậy đấy mọi người ha. Một cái đàn á, tiếng nó 2670 nha, giá là rẻ hơn, chỉ có 6.500.000, chỉ có 6.500.000. Có một cái đàn để đi show và là chơi ở nhà. Con kia là không có bài, không có giá đó nha, nó tới 9 triệu. Con kia tới 9 triệu. Tại sao nó lại mắc như vậy và nhiều người mua như vậy là tại vì là nó phổ thông, phổ biến cho nên là trên thị trường á, người ta đều săn đón, người ta đều muốn kiếm nó. Đấy, nhưng mà với cái này thì